Ui, 175 tỷ. Ôi hồi 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 hồi. Ui, 200 tỷ cơ à? Ra gì ấy nhỉ? Lại Donnarumma. Cái gì vậy? 527 tỷ. Oh my god. Uầy, mới 97. What the hell. Ôi, cái kèo này GK ý thì chắc chắn là Donnarumma, làm gì có ai khác nữa. Nghèo rồi đấy. FBS chỉ định 100 cộng 8. Tiếp tục sẽ là siêu phẩm gì đây? To Figo. Uầy, đây rồi, Luis Figo, 437 tỷ. Trời ơi, nick chính là Figo, nick phụ của Figo bây giờ nhiều Figo quá. Uầy, ha, có duyên Figo thật sự. Giận ám ảnh, ý em là chê ở đây đúng không? Và chuyển sang kèo chính cực kỳ hợp lý. Rồi, và chúng ta sẽ đến với gói cáp của Gia Khoa. Let's go baby. Cờ gì? Ý? Ý sẽ ép đến biệt đó. Nghiệp rồi quá. Tê. À, còn sớm hơn con tờ không? Ờ, đá cánh ngon mà. Đá cánh siêu ngon. Sao anh em lại chê nhỉ? Ông nhá, có người hỏi mua luôn này Khoa ơi. Mua luôn á? Ờ, có người hỏi mua luôn ấy. Ê, vừa nhắn tin ra này. Thế á? Đấy, bài học rút ra là gì? Đừng bao giờ trêu kênh chat FA. Không trêu nha, không trêu. 21U chỉ định 10 cộng 8. Quà bóp bíp 2022. Sinh nhật 4 tuổi FIFA 4. Và chúng ta sẽ có kèo gì? Sadio Mane. À, Sadio Mane 120. 250 tỷ. À, tốc độ 125, sút 117, chuyền 114, nền bóng 120, thể lực 114, đủ 78. Sao nhở? Mane chỉ số là 105 và cộng 8 là 120. Ok à, Torres nằm đây. Úi giời ơi, Torres cộng 10 à, không vui. Ai chơi thế? Rồi trốn, trốn kỹ thế này được. Rồi. Nhạc rốt luôn này. Welcome Ronaldo Luis Lazario de Lima cộng 10. Ui, quà tốt bím. Sạch. Mức giá của đôi béo đó là 297 tỷ cộng 10, 115. Tốc độ 119, sút 116, chuyền 103, rê bóng 116. Đã đà. Yo. Chơi. Phát. Pogba. Pogba. Đỉnh luôn. Uầy. Ôi trời ơi, như này mở nó kìa. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, trốn đâu rồi. Đâu rồi. Nào. Ok. Nào. Chỉ định 1 cộng 10 mùa TT. Yeah. Ronaldo Luis Lazario de Lima. Có
10 tỷ. Tốc độ 121, sút 118, rê bóng 120. Sút từ giữa sân là có khả năng tất cả ông. Bất ngờ đấy anh. À! Trời ơi, mất cú kia. Trời ơi. Ui. Bình. Ôi bất ngờ quá trời ơi. Ui, các cậu ơi có rốt béo này. Ơ chả bấm ngất à? Nhưng đến lượt thứ hai tôi nghĩ là chắc chắn là một kèo khủng rồi. Yo. Em biết. Ai đây? Có gì? Ý. Ui xe bê ý. Esta. Ui mất chân. Tin mẹ ăn luôn em ơi. Trời ơi. Quả bóng vàng 2006. Tin mẹ ăn luôn. Hết to quá. Mà hết giọng rồi. Thật khủng khiếp. Ebet. Here we go. Ronaldo. Sao ra hết vét được ta? Nào, một ẩn số gì đây? Xin phép với anh em là tên này tôi quay mặt lại nhá. Yo. Đây. Trời ơi. Đã có kết quả rồi. Và chúng ta sẽ có. Ui, đúng là con hầu luôn. Ôi trời ơi. Đồng hương cũng quê luôn. Trời ơi. Chỉ có 2 năm tấn quê ở Thái Bình. Được. Đỉnh. Kèo này thì xài trong game rất là ok này. Văn hậu. Ui 688 chú bảo là dạo này là Khoa là đang hơi chảnh mảng về FIFA 4. Dạo này hiểu đang chơi cái trò gì hay sao ấy. Trời ơi, cảm ơn Khoa nhá. Nhà toàn vàng bạc, kinh khủng thật ấy. Brazil. Brazil LB các thứ sao ngoài 96 ra nó béo ấy. Ôi trời ơi. Cao nhân lương nào đây? Hỏi chấm. Ngoài 96. À, cái gì vậy? À, vô lý nhỉ. Trong khi mình mở quá nhiều những cái kèo chỉ định rồi không ra mà kiểu mình bảo ủa thì ST96 ở Brazil có ai ta? Có phải là thật không vậy? 2.200 tỷ chỉ từ gói 96. Mở. Này Simon. Ui ST7. Gói 100 là Lukaku man. Trời ơi, cái gì đây? À, 119. Ui, anh cũng hết hồn luôn. Trời ơi, rớt mất. Không rớt cái gì cả. Trời ơi, không thể tin được.
Lukaku kìa. Đỉnh. Ây giời ơi. Sẽ thế được nhỉ? Yo. Chơi. Tê tê. Lần này thì bò đi. Bò. 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 Cristiano Ronaldo. Cuối cùng thì đội đồ đã góp mặt ở trong một ngày tốt tích bùng nổ. Wow. Kèo này đã khác so với lại Quang Cường và Thông Phan. Bác đã sở hữu cho mình kèo Ronaldo cộng 10 mùa TT. Nào, Captain chỉ định mới. Go. Ai? Bò. 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 Được. ST của em đâu? Thế nó bị thủ thẫn vậy. Lại còn bò Bình Dương nữa, chịu đấy. Quả top VIP đầu tiên. Rồi. Bay Fan Inter và chúng ta sẽ có các cộng 8. Lần đầu tiên. Chơi. Yo man. Có gì đây? Phát lơ mơ phát tôi khán hết cả cổ luôn đấy. Hôm nay sẵn sàng cháy hết mình với lại quà top VIP luôn. Chelsea Ambassador. Nào, lá cờ gì đây? Ý sẽ đôi cánh khủng khiếp vậy. 121 lá cánh à, đôi cánh gì? Em piano và đô la. À vâng, em biết rồi, anh chỉ gì nữa. Tốc độ 121 này, 123 này, lên bóng 125 này. Rồi EBS top 1 VIP mở quà Tết của top VIP và chúng ta da đen Gullit. Trời ơi, đây rồi, siêu nhân nữa, lại một siêu nhân nữa. Ui, lại là Gullit. Trời ơi. Lại một siêu nhân nữa rồi các bạn ơi. À mà vẫn là vô đít anh nhở. Cái ngon mà. Nào, chuẩn bị đi anh em ơi. Ai sẽ là người xuất hiện? Chơi Bách Thu Bách chỉ định 10 cộng 8. Có gì đây? Wayne Rooney. Sao phải là bách khăn nhờ? Trời ơi, 9 người ăn 1 MU đó. 3.000 tỷ. Trời ơi, game đang muốn bắt. Cộng thêm 1 team MU
mày chơi Real quá đủ rồi, quá lâu rồi. 59 nè, mới một MU. Wayne Rooney, một phiên bản cực kỳ chiến của Wayne Rooney. Número uno. Nào, anh em đã sẵn sàng chưa? Yo yo, back to back chỉ định 10, quà top 1 VIP. Chơi đi. Yeah. Bo Cristiano. Bo Cắt Xếp Bala. Người thay thế Messi là Bala với 1.120 tỷ. Chỉ số 120. Đúng là người thay thế luôn. Tiền đạo nhờ đấm cả thế giới. Nó lại hiểu khác đấy nhở. Thế là Robert SP Para CB Galo đã cánh. Và là cách phát thì anh em đã xài nhiều rồi. Đấy là kèo cực kỳ ngon của Vara. Honorable mention Mendy. Khó nhờ. Nhỡ lên lại 4 á. Ôi cái đéo gì đây. Tôi gửi cho anh Độ này. Em chỉ dọn kho thôi. Tôi hy vọng đấy là một kèo 99 trở lên. Rồi, here we go. Đây là gói up cộng 8 cho chú chip. Số 5 đó là một trung vệ. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Chỉ số cao nhất của mùa up 103 cộng 8 xét do Busquets. Phải nói về cái độ thần lặng của mùa up. Tại vì Busquets là đỉnh của chốt còn gì nữa. Trời ơi. Cái đéo gì vậy. Xin chào các huấn luyện viên của FIFA 24. Năm hết Tết đến, xin chúc các huấn luyện viên sẽ có một năm quý mão, bạn sự lưu ý, sức khỏe dồi dào. Và đặc biệt, huấn luyện viên FIFA 24 chúng ta sẽ có thật nhiều những pha mở thẻ, pha được thẻ thành công trong trận thắng thắng. Happy New Year! Nào, nhạc rốt này anh em ơi! Chơi! Nào! Park Ji-sung 14 Bồ Shoot now! Trời ơi!